Tổng thống tư minh đồng cái việc sử dụng tiêu chuẩn giải trí là sản phẩm tôi được quốc gia vào vòng năm 2022. Ở đây tôi đã báo cáo Việt Nam đã làm số 1, gia đình chủ bỏ các khu vực đất mình. Chào các bạn đã đến với phần phát trực tiếp của Magic Blast Shop. Trên màn hình là trận đấu của cầu thủ Nghiêm Uy Lân và cầu thủ Phạm Hoàng Minh Sơn. Theo thông tin mình được biết thì cầu thủ Nguyên Uy Lân này sẽ tham gia giải Las Vegas cùng anh Dương Quốc Hoàng và anh Nguyễn Phúc Lăng. Một hai không chỉnh chỉnh lắm thôi. Giải Las Vegas được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3. Trận 1-7-1 thì tầm trưa mới đánh bạn ạ. Đây là mới bắt đầu loạt trận 154 đến 158 thôi.
Hiếu Nhãn Lồng Dũng Thái Bình thì tầm trưa, trận loạt 173 thì tầm trưa bạn nhé. Giải quốc gia thì không cần xếp hạng mấy bạn ạ, chỉ cần bạn đăng ký tham gia là được. Giải quốc gia thì đánh đồng hết mà, nên là không cần phải phân hạng. Trận anh Đỗ Hoàng Quân thì mới đánh tối qua rồi. Anh Đỗ Hoàng Quân đã thắng rồi thì chắc phải đến cuối ngày hôm nay hoặc là sáng mai mới đánh tiếp. Lương Chí Dũng thì hôm qua đã thắng 9-1 rồi, hôm nay thì mình cũng chưa biết là có kịp đánh ngày hôm nay không hay là sang ngày mai mới đánh.
Đây là trận 158 rồi bạn nhé.
Thank you.
Tỷ số là 2-1 cho cầu thủ Nguyên Huy Lân. Cầu thủ Nguyên Huy Lân là cầu thủ sẽ tham gia giải Las Vegas cùng với anh Hoàng Song Hòa. Theo thông tin mình được biết thì tham gia giải Las Vegas thì có 3 cầu thủ nam và 3 cầu thủ nữ của Việt Nam. Ba cầu thủ nữ là Bùi Xuân Vàng, Nguyễn Bích Trâm và Huỳnh Thị Ngọc Huyền. Ba cầu thủ nam là Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Uy Lân và Nguyễn Phúc Long.
Ghế nhựa thì đúng là êm ông thật, nhưng mà cơ thủ chỉ ngồi có tầm một tiếng thôi, một tiếng hơn một tiếng thôi, thế nên là theo mình thì cũng bình thường. Mình cũng ngồi ghế nhựa trên khán đài ấy, ngồi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Này thì tùy điều kiện của từng thành phố đăng cai tổ chức các bạn ạ, mà mình thấy ghế nhựa cũng hợp lý rồi, vừa nhẹ lại vừa dễ di chuyển. Có lẽ là do hai cầu thủ chưa ăn sáng các bạn ạ, chứ cầu thủ như Mi Vân này thì nghe nói là cũng ok, cũng tham gia giải Las Vegas sắp tới. Đúng rồi, vào giải tê lắm, vào giải ở trên khán đài thấy bình thường, nhưng mà xuống bên dưới rồi mà nhìn lên khán đài thì ngợp luôn, choáng ngợp luôn, tại vì quá nhiều khán giả. Bạn thông hòa thông cảm nhé, đang phát một trận rồi mà đổi trận khác thì nó bị vô duyên các bạn ạ, cho nên là dù trận hay hay trận dở thì mình cũng sẽ phát hết trận đấu. Quá nhiều trận đấu quá nên mình cũng không rõ là họ đã loại chưa, hôm qua có thi đấu mình không biết là qua qua là bị loại.
Tỷ số là 2 đều, các cầu thủ cũng chắc bây giờ mới bắt đầu vào tay, đánh bắt đầu thực sự đúng với trình độ của mình. Lúc sáng sớm thì chắc hơi buồn ngủ, chưa tỉnh được lắm. Chương trình thi đấu vẫn tiếp tục. Anh Dương cho nó một phần tình cảm rất thương nhất. Chỉ ra cho anh Dương là phần tâm ơn của đơn vị đàn ông và một số cao quân cho huyện Quỳnh Bình chỉ ra trên tạng sức bọc. Cảm ơn các thứ hai, chỉ ra cho anh Dương là huyện Quỳnh Bình của họ và một thành tiền của ngài bị áp chúng tôi cho mời quân minh lập của đơn vị lâm đồng và nguyễn thành nhân của đội tuyển quốc đánh bàn số chín thi đấu trận 123 trận 124 chúng tôi cho mời anh quốc dùng quốc vũ chi và lý đình hải trong 125 chúng tôi trong 125 chúng tôi cho mời người chí long trong 128 tôi cho mời Lâm Xuân Thảo và Nguyễn Ngọc Tâm Tài cùng đi đánh bàn xa trận 127 tôi cho mời Lý Trọng Xuân đặt du tây ạ, mình đã bảo rồi, dù trận hay hay dở thì là sẽ khác hết trận, còn nếu mà đổi trận khác thì bị vô duyên đấy.
Tỷ số đã là 3-2 người Milan. Chắc anh Milan này sẽ có trình độ thì mới bắt đầu đăng ký tham gia giải Las Vegas sắp tới. Chắc hôm nay là chưa ăn sáng đánh chưa vào tay thôi. Nó chịu khó đến lúc mà giải lao xong rồi thì hai anh chạy ra ăn sáng khác là đánh rồi ngon nhỏ ngay. Đúng là bạn Nguyễn Duy thi đấu là phải có tí áp lực, như mình đi thi thì đi thi nào cũng sẽ có tí áp lực, kể cả học thuộc bài hay làm tự tin thì xuống mới vào phòng thi thì đều áp lực cả. Các cầu thủ đánh chậm kỹ bình thường mình thấy bình thường, tại vì giải vô địch quốc gia này chỉ có một mạng thôi, thua là loại luôn, thế nên cầu thủ nào sẽ cố gắng chăm chút nhất trong từng đường bi của mình. Trượt là do đen thôi và do tâm lý. Chào bạn Tèo Trung nhé, bây giờ là đến trận 158 rồi bạn ạ. Loạt này là đang đánh từ trận 154 đến 158. Hết loạt này sẽ đánh tiếp theo.
Bạn Nguyễn Quang Thắng thông cảm nhé, tại vì mình đang ngồi ở sát bàn thi đấu, không thể nói to được. Nói to thì sẽ ảnh hưởng đến các cơ thủ thi đấu. Và các cơ thủ đang tê lắm rồi, tâm lý lắm rồi mà mình còn nói to nữa, các cầu thủ sợ là không cầm được gậy. Thấy chưa? Vừa nói phát thì to hơn một tí thì cơ thủ nghe thấy đều bị lỗi luôn. Nên xin phép mình nói nhỏ lại nhé. Cú chạy đạn nhưng mà phơi rồi. Cơ hội lên tỷ số lên 4-2 cho cơ thủ Nghiêm Uy Lân. Nào, anh Uy Lân thể hiện mình xứng đáng để tham gia giải Las Vegas thì nào. Hôm qua thì anh Nghiêm Uy Lân cũng có một loạt trận. Và anh Nghiêm Uy Lân này đang bị dẫn rất sâu nhưng đã bật. Bật liên tục 4-5 ván để giành chiến thắng. Thực sự là chỉ cần vào tay thôi, hoặc là chỉ cần ăn sáng đủ no thôi là đánh khác ngay. Chào bạn Trọng Việt nhé. Thời gian nghỉ giữa trận là 5 phút, nhưng mà theo mình thấy thì các cơ thủ toàn đi 10 đến 15 phút mới quay trở lại. Không thành công rồi, cơ thủ lại trao lại cơ hội, lại trao lại cho anh Nghiêm Uy Lân. Hai cơ thủ là có lẽ là mình đang thích chơi nội dung bóng chuyền, chuyền cho nhau rất ngọt. Có lẽ là sau giờ giải lao thì sẽ dắt tay nhau đi ăn sáng đấy. Hai anh bảo là chuyền sáng đói quá, đánh không vào tay được. Lại chuyền bóng rồi, nhưng mà luôn ở trong thế khó. Có thể là đang rèn luyện cho nhau. Theo thông tin thì hai anh này đều đánh cho quận 1. Thì các anh em khán giả quận 1 đâu giúp mình chia sẻ để mọi người vào cổ vũ cho hai anh nào. Xin chào anh Ba nhé. Xin chào bạn Nguyễn Ruby. Ok anh Ba nhé, đợi em 16 em về. Ra phơi rồi.
Không xem là anh Minh Sơn có đi hết được bàn này không. Chỉ còn 4 bi trên bàn thôi. T thì cùng T. Lát dắt nhau đi ăn sáng thì hết T. Ok bạn An Anh nhé. Thì thật ra là mình chưa biết là cơ thủ Nghiêm Huy Đân này hạng gì, nhưng mà hạng A tham gia giải quốc gia thì quá ok rồi. Tại vì giải quốc gia vòng 1 này thì chỉ có một vài cơ thủ chuyên nghiệp thôi, còn đâu là hạng ABCD nhiều lắm. Lỗi lực rồi. Tỷ số sẽ là 3-2 hay là 4-2 đây. Như này mới biết thi đấu áp lực của nhà thi đấu nó như nào. Không được rồi, cơ hội lại dành cho cầu thủ Nguyên Huy Lân, nhưng mà thế đi này cũng rất khó. Cân bi rất hay của anh Nghiêm Huy Lân. Tỷ số tăng lên 4-2. Tự tin. Tự tin cân bi luôn. Chứng tỏ là từ đầu đến giờ là do trường sáng thôi. Đến tầm này rồi chắc là cũng vào tay nhiều rồi. Áp lực lặng quá nên chắc cũng bớt đói rồi. Dẫn hai ván là anh ấy sẽ đỡ tê hơn nhiều và đánh sẽ vào tay hơn. Nhưng mà ngược lại đối thủ thì có lẽ là sẽ tê dại hơn. 2 hình như là hết đường rồi. Sẽ là một cú chạy đạn của cầu thủ Nghiêm Huy Lân thôi. Một con trên bàn mà nhỉ, mình không nhìn rõ. Mình lại không để ý được còn một. 5-6. Đèn đang bị dẫn à?
Huy Đen đang dẫn 5-2. Pha chém bằng và đều đi đi đâu để thuận lợi để con bị 4 tiếp theo giờ. Lỗi rồi. Cửa lỗ rồi. Cơ hội trao lại cho Minh Sơn. Liệu anh có đi hết ván này không? Nếu đi được hết ván này thì sẽ giải thoát được tâm lý một phần nào. Còn không đi được hết ván này thì tâm lý sẽ nặng hơn rất nhiều. Tại vì 4-3 sẽ khác và 5-2 sẽ càng khác. Một pha may mắn của đến từ cầu thủ Minh Sơn. Tê quá đánh trượt nhưng mà ăn lỗ khác. Nhiều con bi tiếp theo này nó hơi xa. Liệu tâm lý như này có đánh được vào lỗ không? Thành công rồi. Tỷ số là 3-4 cho cầu thủ Minh Sơn. Có lẽ là cũng sẽ giải thoát được một phần nào tâm lý. Đánh lúc đánh thật nhiên
Một pha chém rất mạnh. Điều 5 thuận lợi để đánh con bi tiếp theo. Ba viên bi cuối cùng. Không thành công rồi. Đúng thật sự là chưa hết đói. Gậy với đòn nặng như xài bèn quá. Cơ hội được trao cơ sở của Liên Sơn, nếu anh còn có tận dụng được hết, đi hết ba con bi này không, cơ hội được san bằng tỷ số 4-4. Có vẻ đang rất tâm lý rồi, được tặng quà ngay cửa lỗ nhưng mà vẫn rất khó. Điều lại lỗi lực rồi, tâm lý lắm quá. Thế mới biết là áp lực thi đấu tại giải vô địch quốc gia nặng như thế nào.
Hai cơ thủ này đều đánh cho quận 1. Chắc hai anh đều quen nhau. Có quà gửi cho nhau nhưng mà trao cho nhau những con bi không đơn giản chút nào. Hoàng Phú Thọ thì khả năng tối nay sẽ đánh bạn ạ. Hôm qua Hoàng Phú Thọ vừa thắng rồi thì hôm nay sẽ đánh vào buổi tối. Anh Dũng Đặng thì bị loại ở nội dung 9 bi rồi. Hôm qua vừa thua anh Phương Thảo. Cầu thủ Văn Huynh thì hôm qua vừa thắng anh Thành Nam thì tối nay tầm tối nay sẽ đánh. Lượt của Văn Huynh là 183. Chiều tối tỷ số đã là 4-4 rồi. Thêm một trận nữa thôi là hai cầu thủ có thể dắt tay nhau đi ăn sáng rồi. Đi lòng sắp nước. Anh Giàng A Ráo thì có tham gia giải này bạn ạ, nhưng mà hình như là bị loại rồi. Tốt rồi, cú phá đã chết cá. Tình huống này, phạm vi này là phạm vi 2. Đặt cái như nào để đặt con ăn con vi 1 và điều ra con vi 2 đây. Con vi 2 không biết còn đường không. Con vi 2 theo mình quan sát thì chỉ còn đường lỗ góc gần này thôi. Sơn chấp nhận đánh con bi 2 được xa. Không bỏ chết là thủ có gì đâu mà. Thank you.
Chi Long mà coi cao lắm. Giờ sẽ chặt Chi Long. Văn Huynh thì mình cũng không biết đâu bạn. Mình tưởng bạn quen Văn Huynh thì bạn biết Thao Linh Hoàng gì chứ. Mình cũng mới nghe lần đầu cầu thủ Văn Huynh này nhưng mình cũng không biết cầu thủ Văn Huynh gì. Không được rồi. Nhưng vẫn là một thế bi không hề dễ. Có vẻ hai cơ thủ cùng là quận 1 nhưng mà còn trao nhau vẫn còn bị khó thôi. Chạy đạn như nồi rồi. Xem cầu thủ Elon xử lý tình huống nào. Elon tự tin vào cân, liệu anh có cân tiếp không? Lần này thì trao tay quả cái rồi chứ không còn trao nó bị khó nữa rồi. Cơ hội đấy. Cơ hội để Minh Sơn bước lên dẫn 5-4 và hai anh cùng dẫn nhau lên sáng. Còn ba bên bên trên ta cầu thủ Văn Sơn Hùng Sơn vẫn suy nghĩ rất lâu. Mình nghĩ số sẽ là 5-4 cho Minh Sơn rồi. Con bi này thì không thể trượt được nữa rồi. Cả hai cầu thủ sẽ nhặt tay nhau đi ăn sáng.
Hy vọng ăn sáng xong hai cầu thủ sẽ đánh vào tay và thoải mái hơn. Thank you.
Sau thời gian giải lao, hai cầu thủ dẫn nhau từ ăn sáng thì đã vào quay trở lại thi đấu rồi. Chúng ta cùng chờ đón xem sự quay trở lại có khác gì không nhé. Chắc là cũng bỡ đớt tê rồi. Họ ăn sáng thì họ chắc họ ăn ít thôi bạn ạ, chắc cũng không ăn đến nỗi nặng bụng đâu. Quay kênh nào ạ? Đây, đây phải hay đây, đây 91 anh ạ. Xíu sắp đánh rồi bạn ạ, xíu đang trên khán đài khởi động rồi, đang vươn tay vươn chân chỉ trò trò rồi, sắp vào đánh rồi. Lượt tiếp theo là xíu đánh rồi nhé. Còn 6 viên bi trên bàn. Nếu thực sự đi hết thì chắc là tâm lý đã giải tỏa và cơn đói đã qua đi.
Một pha đại, chạy đại. Thành công. Đang đến một tình huống khó cho cầu thủ Nguyễn Huy Lân. Nguyễn Huy Lân sẽ A một bằng lại A2 bằng đây. A2 bằng. Nhưng hết đường ăn rồi, nhưng mà sẽ còn được chạm. Thôi rồi. Tình huống bên trên bàn không còn nhiều đâu. Khả năng là cầu thủ sẽ đi hết thôi. Đẹp rồi, chỉ còn 3 viên bi nữa thôi, tỷ số sẽ là 5 đều. Không được rồi, một pha điều bi ra tận miệng lỗ cho cầu thủ Minh Sơn. Có gì mà chết đâu bạn, đánh thế này tham gia thể giới thới thì coi như là giao lưu cọ sát thôi mà. Không, anh bỏ vũ điệu xà beng mà. Vũ điệu xà beng. Tỷ số là 5 đều. Có lẽ là hai cầu thủ muốn kéo nhau đến ván chung kết. Thì giật đuổi liên tục. Chết cái. Ôi, địt vẽ số đỏ đã bật bình thường nè. Ô đâu nhìn bật đó.
Theo mình quan sát thì các trận thi đấu ở trên các bàn thì hầu như trận nào các cầu thủ cũng cầm xà beng chứ cũng không phải cầm được gậy, tại vì áp lực tâm lý ở giải thi đấu này rất nặng luôn. Nên muốn mong chờ một trận hay thì thực sự cầu thủ phải thoát ra được khỏi tâm lý và đánh bay bổng thì mới hay được. Còn hầu hết các trận tại giải vô địch quốc gia thì các cầu thủ nghiệp dư tham gia rất nhiều mà. Các bạn cứ chê các cầu thủ nghiệp dư nhưng mà các bạn vào giải quốc gia đánh thì mình nghĩ là chưa chắc các bạn đã đánh được như các cầu thủ đang thi đấu đâu. Nó lại có cơ hội cắt tiết phí được. Cầu thủ không tự tin và sút tê nên quyết định không sút tê, tại vì không phải ai cũng giỏi sút tê cả.
Hai cầu thủ liên tục chuyền bóng cho nhau nhưng lại toàn chuyền những bóng bóng khó. Quả đánh xong đến mấy giờ? 4 giờ. Nhìn mặt lờ đờ vẫn hốt cho tất nhiên kìa. Gai được đấy. Trận đấu này dự định còn kéo dài rất lâu nữa. Hả? Bây giờ số đang là 5 đều. Nếu mà cứ giằng co nhau và tỷ số bám sát nhau liên tục thì chắc phải còn hơn một tiếng nữa. Trừ khi có một trong hai cơ thủ bứt lên. Bạn ngoài cùng. Bạn này tận nào rất sâu thì mới kết thúc nhanh được. Bạn này lên này. Hai cầu thủ dường như trao cho nhau những yêu thương và trao cho nhau những tấm bóng rất là khó, không cầu thủ nào giải quyết được nên đành phải chạy đạn thôi. Trượt cũng ra đạn và trúng cũng ra đạn luôn. Vâng, một pha ăn hai vi bao gồm cả vi cái đến từ cầu thủ Nghiêm Milan trao lại cơ hội cho cầu thủ Minh Sơn được đặt vi giải quyết tình huống trận đấu này thôi. Mấy viên bi này thì cũng không còn tình huống gì nữa rồi. Ôi ủa, đây á. Lầm kia kìa. Tình huống là do các cầu thủ tạo bi ra thôi. Chứ thế bi thì hết tình huống rồi. Nhưng mà các cầu thủ này dường như là rất biết tạo tình huống. Tạo tình huống và trao lại những viên bi. Vâng, thực sự là trao lại những viên bi, nhưng mà những viên bi khó. Alo, chuẩn bị đấy, đang chờ bàn, có bàn gì đấy. Ba lượt nữa đến lượt. Ba lượt nữa. Ba lượt nữa đến lượt. Thua thì có bàn là đánh luôn rồi. Trận 162 đối thủ nó bỏ, mình trận 163. Vẫn chào lại, nhưng mà vẫn tạo thế bi rất là khó. Hai cầu thủ rất biết tạo tình huống, rất biết chạy đạn. Đánh trượt ra đu. Công mà lại ra thủ. Vui dập đối thủ thì anh đánh cho anh đánh cho bạn đấy. Chào bạn Nguyễn Văn Lập nhá. Gà thì theo mình là không gà đâu, nhưng mà hai cầu thủ là chưa thoát ra khỏi được tâm lý thi đấu thôi. Còn nếu mà theo mình bạn mà đi thi đấu thì chưa chắc bạn đã đánh được như một trong hai cầu thủ này đâu. Tại vì thi đấu luôn luôn sẽ có áp lực, không phải là đánh vui như bình thường. Bàn kia xíu mà được bàn đối thủ không bỏ đâu đúng không? Bàn kia xíu mà đối thủ bỏ.
ơn bạn An Anh nhé. Theo thông tin đấy thì khả năng mình cũng thấy là đúng. Tại vì giải Las Vegas thì anh Nguyễn Minh Lân này cũng sẽ đi cùng anh Hoàng Song Hòa để tham gia. Dũng Thái Bình thì sẽ đánh với Hiếu Nguyên vào tầm 12 giờ trưa nay nhé. Hiện tại là tới loạt trận 161 rồi bạn. Tào Trung nhá. Thì hai lượt nữa, tầm tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng nữa bạn nhé. À, tỷ số khả năng sẽ là 7-5 rồi. Chào bạn Kiến Thanh nhé, mình có điền ở trong phần caption của livestream rồi đấy.
Trên tên caption của livestream mình có điền là Uy Lân quận 1 và Minh Sơn quận 1 rồi đấy. Chào bạn Đạt Sập nhé. Chúc bạn buổi sáng vui vẻ và cũng gần trưa rồi. Chúc thêm cả buổi trưa vui vẻ nữa. Cầu thủ Minh Sơn lại để lại cho ông cầu thủ Uy Lân một tình huống rất khó. Không biết còn lá này. Chẳng con bị một không. Lỗ 10 thì dường như bị con phi 3 che rồi. Tỷ số của nó sẽ là 85.
bắt đầu vào tay rồi. Học trò của Hoàng Sao thì không thể dở được. Chỉ là lần đầu tham dự nên vẫn hơi tâm lý chưa quen thôi. Có thể đây sẽ là ván phá cuối cùng của đội Minh Sơn nếu Minh Sơn không chắt chiu được cơ hội. Phá không ra hình rồi. Chắc sẽ là một tình huống đánh an toàn thôi. Cầu thủ Uy Luân có một mái tóc vuốt ngược lên trên, đeo khẩu trang mà trông rất là giống rất fan de Uga. Còn thực sự là quan sát ngoài nếu mà không đeo khẩu trang thì không giống đâu, nhưng mà đeo khẩu trang thì có phần rất là giống. Pha chạy đạn không tốt, lời rồi, nhưng mà vẫn mang lại một tình huống khó cho cầu thủ Minh Sơn. Vừa là một tình huống thử gậy của cầu thủ Minh Sơn xem gậy của mình có cứng không. Và theo quan sát thì mấy cái gậy vẫn nguyên lành, phải cứng. Đánh bi không được, nhưng mà mang gậy đi thử thì sẽ được. Và sẽ là một pha sút tê đến từ cầu thủ Uy Lân. Bây giờ anh mới sút tê. Một như là cái gì đó, 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 cái g
Pha điều vi không tốt rồi. Tự bắt đùi chính mình đã và đã phải nhảy thôi. Trận đấu đã kết thúc, tỷ số chung cuộc dành cho New Milan là 9-5. Thank you.